giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Ok, xin chào mọi người nha. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người con Yamaha MT15, xe đăng ký 2019, màu đen thui thủ lùi, màu đen nguyên con, màu đen bóng với lại là dè là đen nhám, bản 2019. Xe biển số Sài Gòn em bán là 60.800.000 nha. Xe chủ xe có lên được ít đồ chơi cơ bản, lên bộ đèn chờ sáng, che cách nước với nhông sinh dĩ này kia, bảo dưỡng chủ xe bảo dưỡng đầy đủ nha. Màu đẹp, lên in nữa nè. Đó, biển số Sài Gòn ngay chủ, một chủ luôn. Một chủ, anh em nhu cầu đổi xe, giao lưu xe là em canh hết. Phuộc trước xe đau là nhún, không có xì dầu, êm ái nha. Rồi, để em review chi tiết cho mọi người nè. Ok mọi người nha, mẫu xe Nextbike gọi là chuộng nhất trong thời gian hiện giờ. Nó vừa tiền, vừa đẹp, vừa ngầu. MT15, Yamaha MT15. Đó, xe này nguyên zin, chủ xe lên ít đồ nhưng mà chủ xe được cái bảo dưỡng kỹ nha. Đó, có lên cặp đèn chờ sáng nè, đèn này thì có lên chờ sáng này có công tắc riêng đi, thì nó chủ xe lên nhiều màu đó, thấy không, có nhiều chế độ đó, thấy không đó, nhìn nó ngầu nha. Đó, còn lên cái này đề mi nè, còn cốt pha thì nó sẽ sáng ở chỗ này nữa, nên đèn nó đẹp nha. Chủ xe nhìn lên xe, nhìn cái cặp này nhìn nó cân đối, nó quá trời luôn, giống như kiểu là transformer vậy đó. Không, xe này đăng ký 2019, giá em bán là 61.800.000 nha. Biển số Sài Gòn, màu đen. Đó, phía trước là ốc tán còn sáng chân nè, thấy không mọi người, thấy không, ốc tán còn sáng chân nè. Đó, mọi thứ là còn đẹp len keng hết nha, thấy không, mâm này kia là còn ok hết. 60.800.000 nha mọi người, sorry, 60.800.000. Xe đăng ký 2019 Yamaha MT15. Đó, quá trời đẹp luôn. Màu đen bóng. Biển số Sài Gòn 60.800.000. Có lên được che cách nước nè. Đó, chủ xe cũng ít lên đồ nhưng mà được cái bảo dưỡng thay nhông sinh dĩa này kia cũng ok. Đó, nhưng mà chủ xe chơi thuộc hệ gọi là di viên nguyên con gì đó. Đó, có in thì độn lên nè, đó độn lên thì chở người ngồi sau với người ngồi trước này kia ngồi em ru à, đó, mút em ru à, không em nhấn một con tay mà nó lún luôn nè, là mọi người đã biết cái mút nó êm sao. Đó, lớp sơn là còn bóng loáng luôn nè, không lớp sơn zin còn keng xà beng nè. Đó, tem Yamaha này mọi người, không quá trời đẹp luôn nè.
Đĩa sau quanh thẳng băng nè mọi người thấy không? Đĩa sau quanh thẳng nè. Ốc tán sáng nè. Đó, đĩa sau ốc tán này kia là sáng thẳng đẹp nè. 60 triệu 800 ngàn nha mọi người. Xe biển số Sài Gòn 5950. Biển số Sài Gòn. Đó, con này thì bên tiệm em thì còn 4-5 chiếc nữa nha. Quá trời đẹp luôn. Yamaha MT-15. Mẫu xe Nextbike chuộng. Mẫu xe Nextbike của Yamaha. Với đây là con này nè, R15 nè. Hai con xe gọi là chuộng của Yamaha hiện giờ. Yamaha ra con nào là con đấy nó ok, nó hot ghê. Đó, mọi thứ là còn ok hết nha mọi người. Ốc tán sáng đẹp, sạch sẽ, keng xà beng. Đó, em quay cận cảnh chi tiết cho mọi người nè. Chế độ ảnh 4K rõ nét luôn á, không phải là HD nữa đâu. HD là giờ còn thua cả 4K nữa. Đó, nè, mọi thứ chi tiết là còn đẹp hoàn hảo luôn nè. Cặp phụ cụp xe đao nha mọi người. Đó, cặp phụ cụp xe đao nè. Nè, cổ chén này kia còn đẹp nè. Lớp sơn zin nè. Lên bao tay Racing Boy rồi kiến gù. Đó, máy móc là nguyên zin êm máy nè. Không? Đó, cùng công tắc là đi quá đẹp nha. Có lên được kiến gù nữa, bao tay Racing Boy. Hai chìa đầy đủ nha. Hai chìa đầy đủ. Rồi. Mấy xe này gọi là xe chạy gọi là nhiều chiếc á. Gọi là em quay nhiều rồi đó. Nên em quay lướt sơ thôi, không có gì đặc biệt nữa. Rồi, tức là em đề máy cho mọi người nghe tiếng nè. Đó. Một phát ăn ngay luôn. Yamaha MT-15, xe đăng ký 2019, biển số Sài Gòn. Giá 60 triệu 800 ngàn. Một con xe cực kỳ ngầu luôn, phong cách Transformer. Đó, em mở cặp đèn kia lên luôn nè đó. Đèn trời sáng lên luôn đó. Quá trời dữ. Ngoài ra con em còn có chiếc màu 2020 và màu xanh đen nữa. Đó, còn 3 chiếc nữa. Anh em có nhu cầu thì cứ alo em. Rồi, xin chào anh em. Rồi. Rồi, vậy là xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm. Tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn. Có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, đi mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó. À, em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa. Trả góp qua Emboss nè. Có 3 hình thức trả góp nè. Trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, chứ bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha, chỉ
Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ, mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn người này người kia. Thì mình cứ gọi đi có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.